Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong 4 clip trước, chúng ta đã biết cách giải các phương trình lượng giác sin x bằng a, cos x bằng a, tan x bằng a và cotan x bằng a. Không nào? Thì trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiến hành làm cho em một số bài tập ở trong phần bài tập ở trang 28 cũng như là trang 29 các em nha. Và trong quá trình học thì các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ like, comment tích cực và đăng ký kênh để ủng hộ thầy và cô các em nhé. Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái bài số 1 luôn. Ta đi sang bài số 1. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái bài số 1 là giải các phương trình sau. Ở đây là phương trình của cái hàm sin ha. Hàm sin như vậy thì bây giờ trước khi giải chúng ta phải nhớ lại thầy ở trong clip ở tiết 1 chúng ta có cái gì các em? Ta có sin x bằng là gì, bằng a, thì chúng ta sẽ đưa nó về gì, sin x sẽ bằng là sin alpha khi hai cái sin sin này bằng nhau, nghĩa là cái em sẽ đưa cái a này về gì, sin alpha bằng cách bấm máy tính là gì, shift sin a, còn nhớ nè, ta bằng cách bấm máy tính là shift bút hết mực này ta, shift sin cộng a trước khi bấm, các em đưa về radian ở trong cái máy mới của các em đó. Đó này là nó đưa cho các em về dưới dạng là bi luôn, bi ở đây nghĩa là 180 độ các em. Nhưng mà thì khi đó chúng ta sẽ có máy nghiệm nè, x này sẽ bằng alpha cộng k2 bi và x này sẽ bằng là gì, bi trừ alpha cộng k2 bi, trong đó k thuộc z. Em nhớ giùm thầy như vậy. Từ cái bút sao nha. Rồi, chúng ta cứ dựa vào đây để chúng ta làm nha. Bây giờ chúng ta có câu 1A. Sin x cộng 2 sẽ bằng 1/3. Đối với công thức này thì những giá trị ở cung lượng giác nó thuộc phần cung đặc biệt. Còn đối với những cái giá trị mà nó không thuộc phần cung đặc biệt thì chúng ta phải sử dụng át sin. Các em còn nhớ nè, các em phải sử dụng át sin. Thì lấy ví dụ như là ở cái giá trị 1/3 thì ở đây các em sử dụng máy tính thì chúng ta bấm thử nha, shift sin đó 1/3. Ok đó, thì nó không ra chẵn được em. Ở đây là cụ thể là 19,4 độ này. Đó, 19 độ 28 phút. Như vậy thì nó không chẳng được các em ạ. Và chúng ta không thể đưa về bi để chia được. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là át sin. Các em cần nhớ ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa về cái gì nè. Như vậy chúng ta sẽ tương đương ở đây x cộng 2 sẽ bằng át sin của gì, 1/3 cộng gì, k2b. Và tương tự như vậy ta có một nghiệm nữa là gì, bi trừ cho gì, át sin 1/3 cộng k2b, có được chưa nào? Đó, bây giờ ta chuyển vế đổi dấu nữa là ra, ta chuyển vế đổi dấu cái cộng 2 này qua đây và cộng 2 này qua bên đây nữa là xong, ta sẽ ra được cái nghiệm của nó. Như vậy x này chúng ta chuyển cái cộng 2 này qua trở thành là trừ 2. Như vậy chúng ta sẽ lấy là át sin của 1/3 trừ cho 2 cộng k2b, và x này nó sẽ bằng là gì em, bi trừ cho át sin của 1/3 trừ 2 cộng cho k2b, và trong đó sẽ k sẽ là thuộc k thuộc z các em. Thầy lỡ thì thầy khoan kinh ngoặc, k thuộc z được chưa? Đó, ok, thì đây chính là nghiệm của nó. Chúng ta có thể kết luận luôn nha, ra tới đây thì chúng ta có thể kết luận luôn. Vậy nghiệm của phương trình là gì các em? Ở đây là cái dấu này gọi là hoặc, nghiệm này hoặc nghiệm này
nè. Như vậy chúng ta có thể mở ngoặc vuông, ở đây là sin 1/3 trừ 2 cộng k2b, với lại x ở đây sẽ là b trừ cho sin 1/3 trừ 2 cộng k2b, ở đây là k thuộc z. Rồi, được chưa? Xong câu A. Ta đi sang câu B luôn em nha. Sang câu B. Ta có câu B các em. 1B sin 3x bằng 1. Như vậy thì ở đây các em lưu ý nè. Trong cái phần chú ý ở trong các clip trước thầy đã nói rồi, nếu sin và cos nếu nó rơi vào 3 trường hợp đặc biệt, nghĩa là bằng 0 này, bằng 0, bằng -1 hoặc là bằng 1, thì nó chỉ có mấy dòng, nó chỉ có một dòng. Các em hiểu chưa nào? Nó chỉ có một dòng thôi các em ạ. Ok. Đó, nó chỉ có một dòng duy nhất thôi. Rõ chưa? Tại vì khi đó hai kinh nghiệm của nó đã bị trùng nhau. Nó bị trùng nhau. Hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái số 1 này về sin bao nhiêu, chúng ta có thể tra bảng hoặc là sử dụng máy tính nha. Đây, thầy sử dụng máy tính, thầy bấm cho các em xem này. Số 1 đúng không? Em bấm shift sin 1. Như vậy ở đây sẽ là 90 độ này. 90 độ nghĩa là pi trên 2 các em. Tại vì máy của thầy nó không chuyển được pi trên 2 trực tiếp về luôn ha. Như vậy ở đây thầy sẽ ghi là pi trên 2 ở đây. Ở đây không phải chúng ta chia là 3x bằng pi trên 2 cộng k2pi rồi pi trừ, mà ở đây nó chỉ có một dòng thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương là 3x sẽ bằng là pi trên 2 cộng k2pi. Các em có hiểu chưa nào? Đó. Như vậy ở đây là 3x, là mục đích của thầy là tìm x. Như vậy thầy chia cho 2 vế cho 3. Ở đây thầy chia cho 3 thì nó sẽ còn là x. Ở đây là pi trên 2 chia 3. Pi trên 2 chia 3 thì ra được là pi trên 6. K2pi chia 3 nghĩa là k2pi trên 3. Như vậy thì ở đây là k thuộc gì? K thuộc z. Được chưa nào? Đó. Sau đó các em kết luận là vậy. Nghiệm của phương trình là như vậy, x sẽ bằng là gì? Pi trên 6 cộng k2pi trên 3. Đây là k thuộc z. Xong. Các em hiểu câu B chưa nào? Câu B nhìn rất là dễ. Nhưng các em lưu ý rơi vào các trường hợp đặc biệt đó thì nó các cái nghiệm của nó đã bị trùng nhau, nên là nó chỉ một dòng thôi chứ không phải hai dòng các em nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần câu C. Ta đi sang câu C các em. 1C. Ở đây là sin của 2x trên 3 trừ pi trên 3. Ở đây các em thấy bằng 0 nè. Nên nãy thầy đã nói rồi, rơi vào 3 trường hợp đặc biệt là bằng 0, bằng 1 với -1. Thứ nhất là nó chỉ có một dòng. Thứ hai là gì? Để ý giùm thầy phần đuôi. Phần đuôi của nó. Như vậy thì khi đó sin, ví dụ sin x bằng 0 nghĩa là x sẽ bằng là gì? K pi. Các em nhớ này. Thầy giải xíu cho này nè. Các em nhớ thầy là sin x mà bằng 0 nghĩa là x này sẽ bằng là k pi. Có đúng chưa nào? Thì các em cứ coi cái này là x đi, sin x bằng 0 thì cả cái này là bằng gì? Bằng k pi. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương là 2x phần 3 trừ cho pi trên 3 sẽ bằng là k pi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu nhé. 2x phần 3 sẽ bằng là chúng ta nên ghi cái này trước đi, chuyển cái này qua thì trừ chuyển thành cộng, tức là pi trên 3 cộng cho k pi. Các em hiểu chưa nào? Đó. Bây giờ ở đây chúng ta xử lý như thế nào? Ở đây, ở đây là 2x phần 3. Như vậy ở đây nghĩa là thầy sẽ chia đây cho 2 phần 3 và lấy cả cái này chia cho 2 phần 3. Các em hiểu nào? Nhưng mà thì ở đây thầy lấy 2x phần 3 chia cho 2 phần 3 thì nó sẽ còn lại là x. Thầy sẽ dùng máy tính, thầy bấm cho em xem này.
Ở đây nghĩa là 1 phần 3 đúng không? Pi trên 3 nghĩa là nó tương ứng với 1 phần 3. 1 phần 3 chia cho 2 phần 3 thì nó còn lại là 1 phần 2, nghĩa là pi trên 2. Các em hiểu chưa nào? Cộng ở đây là k pi chúng ta chia cho 2 phần 3. Chia thì nhân nghịch đảo, nghĩa là trở thành là k của 3 pi trên 2. K thuộc thuộc z này. Hiểu chưa? Đó, các em hiểu không? Ngay chỗ đây là số 1 này. 1 1 chia cho 2 phần 3 thì nó nghịch đảo lên trở thành là 3 phần 2. Ok, như vậy đây chính là nghiệm của nó này. Được chưa nào? Đó. Vậy nghiệm của phương trình là gì em? Chính là x sẽ bằng là pi trên 2 cộng k 3 pi trên 2 với ở đây là k thuộc z. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang câu D các em nhé. Câu D. Nên là các em phải lưu ý ba trường hợp đó, 1 trừ 1 với 0 nha. Đặc biệt là 0. Sin x bằng 0 thì x sẽ bằng k pi. Nhớ như thế như vậy. Ta đi sang câu D luôn. Ta đi sang câu D các em, 1D. Câu A, câu B, câu C chắc có lẽ chúng ta hiểu rồi đúng không nào? Sin của gì đây? 2x cộng 20 độ. Bây giờ ở đây là người ta đưa về độ chứ không phải là ở là pi nữa, nên ta cũng sẽ đưa nó bên đây cũng là sin bao nhiêu độ nữa ha. Đây căn 2 của 3 trên 2. Căn bậc 2 của 3 trên 2 thì nó thuộc vào cái giá trị đặc biệt ha. Nếu không có dấu âm á thì nó tương ứng là sin 60 độ sẽ bằng là căn 2 của 3 trên 2. Nhưng mà có dấu âm thì chúng ta sẽ thêm dấu trừ ở chỗ 60 độ nó là ok. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương là sin của 2x. Ở đây chúng ta không biết thì chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm, hoặc là các em sẽ tra giùm thầy trong cái bảng. Như vậy thì căn bậc nếu mà không có dấu âm ở đây thì nó sẽ là sin 60 độ. Sin 60 độ. Còn ở đây nó có dấu âm nữa thì nó sẽ rơi vào là sin của gì? Của âm 60 độ. Các em có hiểu chưa nào? Đó, ok. Được chưa? Thì bây giờ tới đây rồi thì chúng ta sẽ tìm được hai cái kinh nghiệm của nó. Như vậy nó có là 2x cộng 20 độ bằng alpha ha, alpha nghĩa là âm 60 độ cộng cho k 2π, mà ở đây không phải là pi mà 2π đó chính là gì? 300 k 360 độ. Các em hiểu không nào? Tiếp tục 2x cộng 20 độ bằng pi trừ, như vậy nó sẽ ra 180 độ trừ cho trừ alpha đó cộng cho k2π. Ok. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng tiếp. Như vậy 2x. Bây giờ thầy chuyển cái 20 độ này qua bên đây đổi dấu. Như vậy nó sẽ bằng là âm 60 độ trừ cho gì nào? Trừ cho 20 độ cộng cho 3k 360 độ. Tương tự như vậy 2x là sẽ bằng ở đây trừ trừ đây thành cộng này. Trừ trừ thành cộng 180 trừ trừ thành cộng nghĩa là cộng 60 là bằng 200. 240 độ chuyển đi qua trở thành là trừ 20 độ ở đây. Cộng có 360 độ. Các em hiểu không nào? Như vậy ở đây chúng ta tương đương tiếp, như vậy ở đây là 2x. Ở đây sẽ là ra trừ cho âm 80 độ cộng cho k 360 độ. Ở đây 2x sẽ bằng là gì? 240 độ trừ 20 độ sẽ bằng là 220 độ cộng cho cái 360 độ. Như vậy từ đấy chúng ta sẽ tương đương tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chia 2. Như vậy ở kinh nghiệm đầu tiên chúng ta chia 2 thì đây mất số 2 đây. Bên này chia 2, bên đây chia 2. Như vậy trên đây là còn lại x. Còn lại trừ 40 độ cộng cho k 180 độ. Ở đây là x sẽ bằng là đây 220 này. 220 mà chia cho đây số 2 các em nhé. Số 2. Như vậy 220 chia 2 thì bằng 110 độ cộng cho k 180 độ. Thì đây chính là hai cái kinh nghiệm của nó. Ta kết luận thầy là vậy nghiệm
của cái phương trình là như vậy thì x sẽ bằng là âm 40 độ cộng cho k 180 độ, và hoặc là x sẽ bằng là 110 độ cộng k 180 độ, được chưa? Như vậy trong đó là k chúng ta là thuộc z. Ok, hiểu không nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang cái bài một bài nữa, là cái bài số 2 các em nhé. Bài số 2 rồi, chúng ta có cái bài số 2 các em thấy rõ không nào? Người ta hỏi gì đây? Với những giá trị nào của x, người ta cần đi tìm x á, thì giá trị của các hàm số y bằng sin của 3x và y bằng gì các em? Y bằng sin x bằng nhau. Các em thấy chữ bằng nhau nè. Như vậy mục đích của chúng ta ở đây á là đi tìm x. Như vậy thì để mà hai giá trị này bằng nhau, nghĩa là bạn chúng ta đi tìm x thì các em sẽ cho là gì? Sin 3x sẽ bằng sin x, khi đó chúng ta sẽ gì? Giải cái phương trình này ra thì chúng ta sẽ tìm được x. Các em hiểu nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta nên lập luận một câu như này. Ha. Như vậy ở đây chúng ta cần phải ghi như nào này. Ta giải nè. Như vậy thì ta ghi là x thỏa mãn yêu cầu bài toán khi và chỉ khi x là nghiệm của cái phương trình x là nghiệm của phương trình nào các em sẽ cho là sin 3x sẽ bằng là sin x. Như vậy thì ở đây ta có là sin 3x thì sẽ bằng sin x, thì ở đây bây giờ nó chúng ta đã đưa về cái dạng là sin x sẽ bằng sin alpha rồi đó, các em có hiểu không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương là gì? 3x sẽ bằng x cộng cho gì? K2b ha? Hoặc là 3x sẽ bằng là b trừ x cộng cho k2b. Ok rồi, như vậy thì ở đây chúng ta tương đương tiếp, chúng ta sẽ chuyển vế đổi dấu, các em sẽ chuyển cái x này qua bên đây. Như vậy thì 3x trừ x sẽ bằng k2b ở đây, các em chuyển cái này qua bên đây đổi dấu, được chưa nào? 3x tương tự như vậy thì các em cũng sẽ chuyển cái trừ x này qua bên đây đổi dấu trở thành là cộng x. Như vậy đây bên này còn là b cộng cho k2b, có đúng chưa? Như vậy ở đây chúng ta tương đương tiếp, như vậy thì 3x trừ x thì trở thành là 2x sẽ bằng k2b. Ở đây 3x cộng x trở thành là 4x sẽ bằng là b cộng cho k2b, có đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tương đương tiếp, ở đây thầy chia cho 2 thì bên đây thầy chia cho 2 để ra được x này ở cái nghiệm đầu tiên. Như vậy ở đây x nó sẽ bằng là ở đây là kb. Ok, ở đây thì chia 4, như vậy đây cũng còn x, như vậy đây chia 4 là trở thành là b trên 4 cộng 2b mà chia cho 4 thì trở thành là còn là b trên 2, có đúng không? K thuộc z. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy với là x bằng kb hoặc là x sẽ bằng là b trên 4 cộng kb trên 2 đó nè, ở đây là k thuộc z, thì cái giá trị của cái hàm số y bằng gì các em? Sin 3x sin 3x, và giá trị hàm số y bằng sin x bằng nhau. Xong đây, được chưa? Các em phải có sự lập luận game nhé, chứ không phải đùng đùng vào người ta giải liền thì
Ví dụ trắc nghiệm thì được, nhưng mà khi mà tự luận á thì cần phải có sự lập luận rồi lời giải đồ trong đó, kết luận thì các em mới đạt được cái điểm tối đa được, hiểu chưa? Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ bắt đầu quay cho em ở cái bài số 3 các em nhé. Ok, cảm ơn em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ kênh của thầy và cô. Chúc cho các em có buổi học có thêm nhiều kiến thức mới và có nhiều niềm vui. Và các em phải nhớ rằng giùm thầy một câu là các em phải cố gắng hết sức. Ở trong giai đoạn này rất quan trọng, chúng ta đừng chơi chơi bời nữa hay chơi game này nọ nữa, mà tập trung vào hai cái lớp cực kỳ quan trọng, đó chính là lớp 11 và lớp 12 các em nhé. Ok, cảm ơn em, bye bye.